Tại khu du lịch Sun World, trung tâm du lịch của Hạ Long, cảnh đổ nát, hoang tàn vẫn đang hiện hữu. Hàng loạt công trình, hàng quán, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú bị bão phá hủy, làm hư hỏng. Cùng nhân viên tranh thủ dọn dẹp những đống đổ nát, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ kinh doanh nhà hàng hải sản tại khu A, ký ốt bãi cháy, chưa hết bàng hoàng. Nhà hàng đã bị thiệt hại nặng nề, toàn bộ phần mái bên ngoài, bàn ghế, vật dụng đã bị hư hỏng, không thể sử dụng. Anh Tuấn mong muốn chính quyền hỗ trợ cùng các nhà hàng dọn dẹp đống đổ nát để sớm đưa việc kinh doanh trở lại. Tôi thấy là thiệt hại rất là nặng nề, vì để mà xây dựng lên một cái cơ sở như này vận hành ở trung tâm du lịch ấy, thì chúng tôi cũng phải bỏ rất nhiều chi phí. Đến bây giờ nó như thế này thì gần như là cả một mùa hè vừa qua là không. Cũng như anh Tuấn, chị Vũ Thị Tuyết có 4 ký ốt kinh doanh nhà hàng, đồ thủ công mỹ nghệ tại khu du lịch bãi cháy. Bão số 3 đã khiến các cơ sở kinh doanh của chị thiệt hại nặng nề, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Chị cùng với nhân viên tranh thủ thời tiết dọn dẹp lại đống đổ nát để sớm quay trở lại kinh doanh, phục vụ khách du lịch. Bản thân mặt hàng, ví dụ như biển bảng rồi mái che, bàn ghế rồi vật dụng cần thiết như tivi rồi ô tô thứ tôi để đây cũng bị bay hết, hào hết tất cả. Bỏ ra hàng tỷ đồng, đầu tư 2 khu dịch vụ ăn uống, cà phê, check-in tại bãi cháy. Cơ sở của anh Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty hệ thống 1900, bình thường thu hút rất đông du khách và giới trẻ đến tham quan check-in. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ còn lại đống đổ nát. 2 cơ sở của anh đã bị bão phá hủy hoàn toàn, buộc phải làm lại từ đầu. Cơ sở mà kinh doanh du lịch của nhà tôi là đã bị bão tàn phá nặng nề và hiện tại bây giờ là không còn một cái gì. Tất cả đều là đổ nát hết, tan hoang hết. Những công trình tạm là gần như là không còn cái gì cả. Nhiều khách sạn lớn tại bãi cháy, thành phố Hạ Long cũng bị vỡ kính và hỏng các vật dụng. Các tàu chở khách, du thuyền cũng bị thiệt hại nặng nề trong khi neo đậu tránh trú bão. Hơn 20 tàu gỗ chở khách bị đánh chìm. Hầu hết các nhà hàng, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Hạ Long, Cô Tô, Vân Đồn, Quảng Yên bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra. Đi du lịch và gặp đúng thời gian bão đổ bộ vào Quảng Ninh, nhiều khách du lịch nước ngoài cảm thấy sợ hãi bởi sức tàn phá quá kinh khủng của cơn bão số 3. Sức tàn phá thật kinh khủng. Tôi nghĩ có người chết và cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng. Tôi thấy làm tiếc nuối. Thiên tai đã phá hủy rất nhiều. Ngành du lịch vừa phục hồi sau đại dịch, dần đi vào hoạt động ổn định, lại chịu cú sốc từ bão số 3. Có lẽ phải mất nhiều thời gian nữa để khôi phục lại bình thường.